dán vùng rim. Cái vùng rim là nó đến cái lớp sợi thần kinh nó vùng nằm ở đây. Cái vùng rim này cái màu sắc nó như thế nào, nó hồng hào hay là nó mạt hào. Và thứ ba, và cái vùng rim này chúng ta cũng phải đánh giá thêm nữa là cái quy luật rim. Thứ ba là đánh giá cái lớp sợi thần kinh, lớp sợi thần kinh này. Và thứ tư là gì, đánh giá vùng eo quanh gai. Thứ năm là đánh giá cái lớp xuất huyết có mạch máu xuất huyết hay không. Thứ sáu chúng ta gì, dựa trên cái tỷ lệ sinh đi mà chúng ta nãy vừa nói. Thứ bảy là gì, đánh giá thì thay đổi mạch máu một mạng. Như vậy chúng ta có gì, quy tắc cái R nha. Bạn nam thì sẽ nhớ là R 7 là gì, Eastern Renando. Bạn nữ là gì, R 7 là gì, 7 nốt nhạc tình yêu. Rồi, giờ chúng ta đi qua phân loại. Phân loại